bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cả làng thoát nạn ôn dịch nhờ chỉ chú Đại Bi. Khai thị về một chứng bệnh mới vô cùng kinh khiếp, tân viêm phế viêm phổi loại mới. HT, tuyên hóa khai thị. Mỗi chúng ta nên nhật tân, nhật nhật tân, hiệu nhật tân. Mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước. Nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Ại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú Ại Bi có thể chữa lành mọi bệnh. Cho nên nói rằng, Ại Bi thần chú thông thiên niệm. Khi mình niệm chú Ại Bi, tất cả các cõi trời, các từng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, hằng thường, không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn, hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng, chuyên nhất thì linh cảm, tản mạn chẳng thành chi. Tôi nhớ khi lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm. Hàng chục người chết mỗi ngày, cho nên sau 10 ngày hàng trăm người đã chết. Trong một gia đình 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong một gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người bà con và một người bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh, không biết rằng họ cũng sẽ chết cùng với những người khác. Thật là một trận dịch kinh khiếp. Lúc bấy giờ, tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Ại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiêu xung quanh làng, chỉ tụng 108 biến chú Ại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ bí. Do đó, tôi biết rằng cảm ứng của chú Ại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật và người Phật tử còn phỉ báng Phật, pháp, tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ, họ phá hoại Phật pháp. Và vì vậy, đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai, nhân họa, hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lụt lội, hạn hán, nạn châu chấu phá mùa màng, vân vân. Nhân họa như những vụ rớt máy bay, xe lửa chật đường dày, đụng xe, những tai ách này xảy ra hầu như không lý do rõ rệt nào, và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy, thiên tai không phải thiên có tai họa. Chính nhân loại chịu tai họa, nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết không? Quý vị có thích giết người không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên đất động, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. À hà, tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng tất cả những thiên tai, nhân họa, những trận động đất, máy bay rơi, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu hết và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cưỡng chữa bệnh này, chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ hết khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này lại còn ghê gớm hơn bệnh ết nữa. Bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua không những bệnh nhân không thể lành mà ngay các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người chết vì bệnh này. Chẳng có cách nào trốn thoát, ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ. Chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí. Loại bệnh này còn lại nguy hại hơn bom nguyên tử hay cả bom khinh khí. Cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi này. Quý vị hãy nhìn xem, có phải thật là kinh khiếp không? Giờ đây, trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh AIDS và chứng xương phổi mới này, con số không phải là nhỏ, vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh xương phổi này, ngay khi còn trong bào thai. Cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận ải hồng thủy mà không một ai có thể. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết trì tụng chú Ại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Ại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao hàm cả ết và bệnh xưng trên viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm,
cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm thế nào để chú IB trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Ước vậy, bệnh xương phổi cũng ngán, nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu ạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh, và những người ăn chay, đó là những người có thể sống còn. Không phải tôi cố ý nói điều này để hù dọa quý vị. Đến lúc tôi không thể không lớn tiếng, thời đại này không phải là thời đại hòa bình, đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các vị rằng, sáng dậy không chắc gì ta yên đặng đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảng khắc không ai có thể ngờ. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 14 tháng 8, năm 1992, Cố Lão Hòa Thượng tuyên hóa khai thị tại Vạn Phật Thánh Thành, về hai chứng bệnh vô phương cứu chữa, bệnh AIDS, một loại bệnh chỉ nghe tiếng đã khiến người ta kinh khiếp, và một chứng bệnh mới càng kinh khiếp hơn, đó là bệnh tân viêm phế, chứng xương phổi loại mới. Xin thường trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.